Chào cả nhà, hôm nay mình lên clip số 13 nha. Thì clip này á, đa số là hàng mình săn lùng sưu tập đó. Thì về giá cả mình không đo đong đếm rất là kỹ lưỡng rồi, đa số mình bán gọi là bán theo đam mê thôi đó. Thì anh em cũng hiểu ha, thì những giá cả này mình đa số mình bán vốn hoặc là nhiều, và đèn clip 13 này hàng đẹp cũng là nhiều nha. Đó thì về hình thức giao dịch thì cũng như 10 hôm thôi. Anh em nào ship code đó, thì anh em cộng thêm 25 k, còn lại số còn lại mình lo, dù sao hay gần nặng hay nhẹ ha. Còn anh em nào chuyển khoản cho mình trên 300 k mình bao ship ha. Còn anh em nào mà chuyển khoản mà một món hai món mà nó dưới 300 k thì anh em chuyển khoản cho mình thêm cộng thêm 20 k ha. Đó, tại vì xăng lo tiền ship nó đa số nó cũng đỉnh lên 50.000 cả nhà. Rồi để mình vô số 1 ha. Thì số 1 hôm nay clip 13 này á là một cây bào nha. Một cây bào của anh. Hàng rất phi. Đó. Thì cây bào này nó đẹp toàn bộ ha. Và mình đã có gọi là có sa ba nó lại, dọn dẹp nó lại rồi ha. Ở đây nó là chữ made in England nè. Đó. Và cái bào này á, thì nó dòng nó sản phẩm này nó gọi là siêu rồi nha cả nhà. Ha, anh em nào biết rồi thì nhìn qua là biết rồi. Còn anh em nào mà chưa biết ra từng chưa trải á, thì mình nói là cái bào này bào siêu, mẫu dáng siêu ha của anh. Đó, thì mẫu này nó có nhiều mẫu mã, nhiều dạng lắm, nhiều thể loại lắm. Và giá thành nó cũng rất là cao. Đó, mà miếng mặt hàng này chỉ có hàng châu Âu qua mình được thôi ha. Đó. Thì ở trên đây nó có dòng chữ trên lưỡi nè. Thì thép xưa toàn bộ nha. Lưỡi cũng xưa luôn, lưỡi zin của nó luôn. Đó, mình sa ba sạch sẽ và nó gọn đẹp rồi ha. Đó, ha. Và đúng ra cái giá này mình bán nó cao hơn xíu. Tại vì á, nhưng mà nó bị lỗi nứt nhuyễn ở đây cả nhà, nhưng mà lấy cần lấy ra rải vô thì nó không ảnh hưởng gì nha cả nhà. Giờ nếu mà thích thì mình hàng xíu mà chấm mối hàng xíu lên là được. Thực ra nó bị nứt nhuyễn nhưng mà mình nó vẫn còn bám tốt ha, không có sao, không ảnh hưởng ha, không ảnh hưởng lắc cái cần này ra ha. Thì clip trước mình cũng có bán rồi, clip này mình tương tác lại. Thì về cách hướng dẫn á, thì cái chốt này đẩy mình vặn ra vặn vô thì cái lưỡi dưới đây nó đưa ra đưa vô ha. Còn cái cần lẫy ở đây mình nó chỉnh cho mình góc độ canh lưỡi để tiếp điểm dưới mặt gỗ ha. Đó, mình bắn mình gạt qua gạt lại vậy thì cái lưỡi để đưa qua đưa lại cho mình ha, để mình chăng cho nó thiệt thẳng ha. Thì anh em nào về tìm hiểu thêm ha, thì cái giá của con bào này mình để cho cả nhà là 1,1 triệu nha. Mã số 1, clip 13, 1,1 triệu. Đúng ra mình bán 1,2 triệu, nhưng mà nó bị nứt nhẹ ở đây. Sau khi mình vệ sinh mình mới thấy, mới giờ thì nó dơ giấy lắm, nó bẩn thỉu lắm ha. Mình vệ sinh thật thì sạch thì nó bị lỗi ở đây. Nên mình bán cho cả nhà 1,1 triệu. Thì cây bào này ít người bán ha, có lâu lâu nó có 1-2 anh bán. Hàng số hàng này châu Âu không có về Việt Nam được đâu cả nhà. Rồi, một mã số 1, 1,1 triệu một cây. Rồi mình qua mã số 2. Mã số 2 là một bộ đục ha. Một cục đục cũng hàng Mỹ nha cả nhà. Một set gồm 5 cây. Nó có ghi số trên đây nha. Đó, 1/4, 1/2, 3/4 và 1 in. 1.1/4 nha. Đó, gồm có một set gồm 5 cây. Để cho mình lấy ra một từng cây cho cả nhà xem ha. Thì cái mặt hàng này ít người bán lắm cả nhà. Lâu lâu có một người bán mà gọi là mình chờ mòn mỏi một năm cũng chưa chắc có một bán. Thì mình nói rồi, những cái hàng này mình sưu tập nha. Mình gọi là săn lùng rất là nhiều chỗ. Mình may mắn mình mới được có cây bùa độc này. Thực ra hàng không có. Có mà trên eBay cả nhà ship về giá thành nó rất là cao. Đó, mình lấy ra một cây độc 1/4 in này. Thì cái này mới hoàn toàn cả nhà chưa sử dụng.
bảo đảm mới cho cả nhà. Bây giờ mình lấy ra từng cây thì nó phí thời gian của mình, tại hôm nay mình tới có tới 24 số lận, nên cả nhà những hàng mới mình lướt qua cả nhà. Thì cái bộ đục này của thương hiệu Redman ha, của Mỹ, một set nó gồm 5 cây đó, rất là đẹp hoàn hảo chưa qua sử dụng. Thì cái bộ đục này á thì mình tung test cho bán cho cả nhà là 1.670.000 nha, 1.670.000, anh em chỉ khổ mình bao ship nha. Thì những mặt hàng cao giá này chắc chắn mình bao ship rồi, nhưng mà mình ship code cho cả nhà chỉ cần ship tiền giùm mình nha, tại vì những mặt hàng này giá trị cả nhà nha, cả nhà thông cảm. Còn anh em nào ship code mình chuyển khoản cho mình ha, đặt cọc á, mà cả nhà yên tâm mình bảo đảm cả nhà là hàng chất lượng ha. Cả nhà tìm chắc mua có không có đâu ha, từ trên eBay. Rồi mình tương tác bỏ qua hai mã, mã số 2 mình bán 1.670.000 nha. Rồi qua mã số 3. Mã số 3 là một cây đục. Cây đục này cho anh em sưu tầm ha. Mình nghĩ chắc chắn anh em nào đó cũng đang tìm cây đục này. Cây đục này là đục của Nhật ha. Nó có chữ đây và nó có khắc hai con phụng hoàng. Khắc hai con phụng hoàng bên đây. Trời quá không thấy à. Rồi. Nhưng mà mình chưa qua xử lý cái lưỡi nha cả nhà, có kinh nghiệm thì cả nhà, mình chưa có kinh nghiệm lắm, mình có mài những cái lưỡi khác rồi nhưng mà chưa có kinh nghiệm, mình không dám động tới cái lưỡi này. Mài cẩn thận nha, không là hư uổng lắm á. Thì cái đục này là nó dài. Nó dài tổng chiều dài của nó là 29 nha cả nhà, 29 cm. Và bản lưỡi của nó là 48 ha, 48 gần 50 nha. Rồi, nó nặng cả nhà. Chỉ có một cây thôi ha. Và một cây mã số 3 này mình bán cho cả nhà là 470 nha, 470 một cây đục này. Hàng này hàng gọi hàng xịn sò cả nhà. Chán zin theo nó luôn ha. Rồi, qua mã số 4. Mã số 4 mình cũng có một bộ đục, một bộ giẫm, anh em gọi là giẫm. Giẫm này thì cũng của Nhật luôn. Và bản giẫm của nó là một phân ngay cả nhà. Còn cây thứ hai là 7 cả nhà. Mắt mình yếu quá, đợi tí nha cả nhà. Bảy ly cả nhà, một cái một phân, một cái 7 ly, và chiều dài của nó là 25 cả nhà, 25 nha. Rồi mà mình mã số 4 mình bán 175k nha. Rồi anh em nào là thiếu hai cái size này thì chốt ha, trên đây nó có các chữ nè cả nhà, và mình thấy con vẫn còn mới ha. Rồi mình qua mã số 5 cũng dụng cụ đồ mộc nha. Và dụng cụ này mình bán theo bộ ha cả nhà. Mình bán một bộ nó gồm 5 set. Cái này gọi là bào rảnh nha. Bào rảnh. Cái size đó mình ghi sẵn lên đây. Có nghĩa là cây bào số 1. Bào rảnh số 1 là 9 phân và bào rảnh số 2 là 15 phân. Ơi 1 phân rưỡi chứ nha. 1 phân rưỡi này 9 ly, 1 phân rưỡi và 1 phân 8. 2/4 ha. Đó. Mình có ghi chú này, một cây 1 là 9 ly, cây 2 11 ly, ly rưỡi, cây 3 1 ly 8, cây này 2 ly 4, 2/4. Cây số 4. Và cây này còn mới, 800 ngay cả nhà chưa sử dụng ha. Đó. Hàng còn đẹp ha. Mình mua về mình chưa có gỡ nó bị ra luôn ha. Gọi là hàng mới 100 nha, lưỡi rất là bén ha. Đó. Mình bán có giá mã số 5 này là 850k. Rồi một bộ. Đúng ra mình bán 900 nha cả nhà, do cái lưỡi này mình để nó hơi gọi là hơi dớp một xíu thôi, nhưng mà không sao, cả nhà về xử lý lại được, gọi là vũ nhẹ thôi đó. Mình tương tác cả nhà, mình bớt 50k luôn, rồi đẹp luôn nha, chứ mình không có sợ ha cả nhà. Con lưỡi này đó,
thì mình bán hai bộ là 850k nha. Còn anh em nào mua lẻ, anh em nào mua lẻ thì giá thành nó hơi cao một xíu, hơi nhỉnh hơn mấy chục ngàn ha, 20-30 thôi ha. Nhưng mà tốt nhất anh em nào khỏi lăn tăn thì mình chốt nguyên bộ này về mình sử dụng ha. Bào rảnh rồi, mã số 5 850k. Qua mã số 6. Mã số 6 là một cây đồ lăn đao của tí sơ với hồ. Đồ này đồ lông cưa. Đây, một cây cưa rất là dài. Cây cưa này dùng cho anh em cưa cây hoặc cưa đá ha, đá úng á. Hồi xưa ta dùng hay dùng con dao mà có rảnh rảnh mà lưỡi nó, lưỡi răng của nó to như vậy, cái cao cái dao nhỏ nhỏ, nhưng mà cây này rất là to, của Nhật Bản ha. Thì theo mình hiểu thì cây này nó làm bằng từ thủ công, cây cưa này nó làm từ thủ công, mà những cái đồ thủ công thì cả nhà hiểu rồi, mình rất thích đồ thủ công, làm từ thủ công chứ không làm từ công nghiệp nha, máy móc đó. Thì các bản thép rất là ok nha. Cây này thì nó có đóng chữ ở đây ha, đóng chữ ở đây đó, nó bị lỗi rỉ nhẹ thôi ha, và một lưỡi rất còn bén ha. Cây này thì nó dài, để mình đo cho cả nhà luôn, nó dài tầm cả nhà 81 cả nhà, dài 81 ha. Bản lưỡi nó nếu mà tính từ cái lớn nhất luôn, cái mắt là 8 phân, gần 9 phân, còn một ly nữa 9 phân nha. Dài 81 cm và cho 9 cm bên cái bản lưỡi của nó nha, dùng để mình cưa cây, xỉa cây nha. Cây gọi là cây có đường kính lớn cả nhà, dùng cây cưa này thì nó đỡ tốn sức thay vì mình dùng máy ha. Thì hàng ngày cũng xưa rồi cả nhà. Thép rất ok cả nhà, thép và thép cưa mình rất giống như thép cây kiếm vậy, nó rất là tốt. Rồi, hàng này anh em về decor trưng bày phòng cũng ok, cũng đẹp nha. Rồi, để cho chân bên ngày một của mình ha. Rồi, cây mã số 6 là 670k nha. Mã số 6 670k. Rồi mình qua mã số 7. Mã số 7 lạc lòi đâu rồi, có nhảy đây. Mã số 7 là một cây cưa nha. Mã số 7 là một cây cưa, một mình bán giá là 100k cho cây cưa này. Cưa này nhìn nó rất là đáng yêu, nó dễ thương nha. Chiều dài của nó là 46 cả nhà, 46. Bản lưỡi của cưa, bản lưỡi của cưa 4 ly nha, 4 ly 2, bản lưỡi của 4 ly 2 nha. Cây này cho anh em cưa cây cưa gỗ ha, tại vì răng lớn ha, uống đi nhanh là dùng răng lớn mình cưa nha. Trên này nó đóng giống mộc mà Nhật ha, và cái thế cầm của nó mình rất là có lực nha cả nhà. Cái cán tạo dáng nha mình cũng rất là dễ thương nè. Rồi 100k thôi nha, không có răng nào mẻ nha cả nhà. Ok, 100k cho mã số 7. Rồi mình qua mã số 8. Mã số 8 đâu rồi, mã số 8 đây cả nhà. Mã số 8 là một cây búa. Thì búa này là búa, cũng là búa cho anh em sưu tập sử dụng nha. Búa của Đức, No 1130 Salewa Made in Germany. Đó, đây. Rồi. Giờ cái búa này nó hoàn hảo, chẳng qua nước xi của nó hơi rỗ nhẹ thôi ha. Nước xi hơi xấu xíu, nhưng mà về thép thì rất ok cả nhà. Những gì liên quan tới tay Đức hoặc nước Đức là hàng rất là chuẩn ha, khỏi bàn cãi. Nước Đức là nền công nghiệp lớn nhất thế giới mà ha. Về hàng chất lượng. Về cái cán thì cán này nó cán nhựa ha. Nhưng mà nó hơi cán cũng hơi xấu ha, nó bị đằng rằng ri rồi. Gọi là bị nhựa lâu năm á, nó bị phai màu vậy, nó bị rạn nứt.
nhưng mà nhiều nó còn còn cứng cáp ok lắm nha. Thì cây búa này nếu mà hàng mới cả nhà mua không có nổi đâu ha, mình nói vậy hiểu rồi. Nó có nhiều mẫu, đây là có nhiều mẫu, nhưng mà cái mày mẫu này để dùng cho anh em đi rừng leo núi ha, hoặc đi phượt để móc vô đá hoặc vô cây leo trèo. Còn này để mình đóng mình gò cái gì đó, nhưng mà thép ok ha. Nó có nhiều mẫu lắm, mẫu mẫu khác của nó, anh em nào thiếu cái mẫu này thì chốt ha, cái này để móc treo lên ha. Này mẫu đẹp ok. Thì mã số 8 này bán cho cả nhà là 750k một cây búa này. 750k là mình gọi là mình bán lỗ rồi cả nhà ha, tại vì mình có cây búa mới hơn rồi ha. Rồi ok, cho anh em tiêu tầm chơi. Nói tới 750k thì cả nhà cũng hết hồn, thật ra là mình mua rẻ cả nhà ha. Đấy sưu tầm ok. Thì anh em nào sưu tầm mới mua được, cái anh em nào thầy chắc không mua nữa cây búa này, phí làm gì phí. Để mua về cho trưng bày chơi. Rồi 750k cho mã số 8 búa đất. Rồi qua mã số 9. Đây dành cho anh em quốc dân thích bình dân, hàng rẻ tiền nhưng mà nó rất là mới, chưa sử dụng. Qua mặt búa này ha, thì cây búa này có tên gọi là Husky, hàng của Mỹ, nhập Mỹ. Trên đây nó đề có Việt Nam nha. Chắc hãng Husky nhà đặt trụ sở tại Việt Nam. Rồi ok, nhưng mà giá rất là mềm. Đầu này để anh em gắn đinh vô vỗ ha, và nó có đính 500 cho mình nha. Anh em có 500 hít đây, đầu này có 500 nha. Và cán cũng còn rất mới, cán bọc cao su rất là chắc chắn. Thì búa này nặng búa này nặng 860 ha, gần 1 kg ha, 860 gram. Thì nó gần 1 kg nó nặng rất nha. Rồi, nhưng mà mình hạt mới chất lượng, mình bán ra các cái nhà mã số 9. Mã số 9 là 200k nha. 200k cho mã này. Rồi. Nó dài cả nhà. Nó dài hơn 30 lận. Bằng 35 ha. Ok. Mã số 9 200k nha. Rồi, mình qua mã số 10. Mã số 10 mình quên rồi cả nhà. Mình quên ghi cái số mã số 10, có mã số 11 thôi. Mã 11. Mã 11 là một cái thước cổ điển ha, hàng xưa. Nó được đúc thép pha gan. Nó làm nguyên khối cả nhà. Nha. Mà nó không phải thép hay là gan thiệt, nhưng mà nó đúc hoàn toàn cầm rất là nặng ha, mình cân luôn. 358 gram cho cây thước này. Nhìn nó cầm nó thích lắm cả nhà. Nó hàng mẫu xưa và có mực nước ngang và nước dọc luôn cả nhà ha. Mực nước còn thấy rõ lắm này, mực nước dọc này đó, anh em nhìn biết ha, còn chuẩn xác ha. Rồi một cái đưa cổ điển, gọi không phải cổ điển mà xưa, cho anh em trưng bày sử dụng. Rồi cái cứ quên cái nó lộn hoài, cái thước thủy, cây thước thủy này giá mã 11 200k cả nhà. Hàng còn đẹp ha. Rồi qua mã 12. Mã 12 là một cây đây. Mã 12 là một cây latte. Thôi xin lỗi. Mã 12 là một cây Estro mì in nha, mọi lớp. Hàng còn đẹp nha cả nhà. Hàng Estro này gọi là hàng xưa rồi cả nhà. Estro này đúng ra ngày xưa là của Mỹ cả nhà. Sau này liên kết với tại mình có đầu búa của Estro, đó là của Mỹ. Nhưng mà sao cho nên nó đóng da băng. Da băng ở đuôi nè. Thì cái mã lớn này còn đẹp, không pro lắc là nhiều ha. Nó hàng sản phẩm xưa ít thấy nha, mình bảo đảm là nó Estro này ít thấy nha. Ngàm nó còn đẹp nha. Bánh lăng còn ra vô Andrew à nha, trông trông lắm nha. Có ốp lẫy nữa nè. Rồi hàng đẹp,
200k, thôi ơi, xin lỗi, 250 cho mã số 12 nha. Cái bảng mới dày, bảng này nó chắc chắn dày lắm nha. Rồi nước thép đẹp, hết cho 250 mã 12. Mã 13 cũng cây mã lớp của Lotte, New Lotte nha. Trên đây bên đây là Rock Forest Loy Tiêu, có nghĩa là hàng này mà còn hợp kim nữa. Loy Steel, có hai chữ Loy Steel bình phái à. Thì đó, là cái dòng nào có giữ Loy Steel này là hàng thép rất là cứng, gọi là thép đặc biệt nha. Ok, cái này 300mm nha. Rồi, nói về tới bánh lăng còn ok nha, nhưng mà nó bị tấn nhẹ ở đây thôi, tấn nhẹ mà nhưng mà lăng ok, nó lăng nó còn trong chân chu lắm cả nhà. Cái này xưa rồi mà. Bánh lăng của nó thì nó bị mẻ, gọi là bị cống á, nó không có vấn đề gì hết, nhưng mà anh em xài rất ok, không sao, mình đưa ra đưa vô ok nha. Ngàm còn đẹp nha, miệng còn đẹp nè. Rồi hàng chất lượng đẹp, hàng xưa gì là quá đẹp nha. Ok, mã 13 250k nha cả nhà, mã 13 250k. Rồi hàng Lotte 300mm. Qua mã 14 là cũng mã lớn luôn, mã lớn của hàng của SK11 nha, có đóng dấu SK11 đây, nó khắc bằng là G nha, có thước nữa. Thì hàng này hàng này mới rồi nha cả nhà, nhưng mà nó chưa sử dụng, hàng còn rất là mới. Cái ngàm nó mở được là tối đa là 4 phân cả nhà, gần 4 phân, còn xíu xíu nữa, còn 1 ly nữa 4 phân nha, nó mở tối đa được 4 phân. Rồi ok, hàng mới 100%, chưa sử dụng, còn rất là đẹp. Rồi mã 14, 490k. Cái này nó dài 21,5 phân. Rồi ok, 14, 490k. Mình qua mã 15. Mã 15 cũng là một hàng, cũng là xịn sò. Hàng cây bộ tu bít gồm 6 đầu, 6 cây. Vít này vít của Mỹ nha cả nhà, 100% của Mỹ. Rồi, vít này mình thích ghê luôn á, tại vì nó tiện mang theo xe nha. Đó, anh em lắc ra nãy ra cái có đầu của nó, đầu này đầu lấy vít gãy nha cả nhà, hàng còn mới nha, đầu vít lấy vít gãy đó, anh em lắc ra anh em cây vô, anh em gắn cái lỗ ở dưới, ở lỗ dưới nó có hỗ trợ cho mình cái 500 trong đó là nó dính cứng ngắt luôn ha. Rồi anh em xài xong anh em trở lên cho nó vô lỗ cũ. Rồi thì anh em muốn tìm cây trục vít, cây vít khác thì anh em xây cái này đó, chỉnh cái lỗ này qua. Rồi lắp ra này, vít cái dẹp trên đây có mấy cây, 6 cây đều chữ trên này hết nha cả nhà, nó có đóng chữ trên này hết, chữ Valium gì đó, Valium Moridin nè, nó có ký hiệu cho cả nhà này, SL5 nè ha. Đó, đầu trừ SL5 cắn vô hai đầu thứ ba. Rồi đầu thứ ba cũng có chữ ở đây, SL6. Rồi rồi nó phải lắc qua nó vô cái khớp nó mới được. Rồi qua cây này khác, rồi cây này cây ba ke, cái này nó đề BH1, Valium BH1, đầu còn đẹp, đầu nó cho mình cái răng cưa cho chống trượt á, nhìn là biết xịn sò liền. Rồi
Đấy, tương tác từng đầu cả nhà luôn. Rồi ra rồi. Cái này thì nó là BH2. Đầu còn đẹp. Chưa tà luôn. Rồi. Chỉnh vào đây. Rồi. Đầu này đầu nhọn, cho anh em đóng gì đó đóng ha. Giống như làm lấy dấu á. À, cái này như chắc lấy dấu cho nha. Cái này là chữ gì đây? AWL. AWL. Có cây chắc là cây này để kẻ chữ lấy dấu cả nhà. Chắc vậy rồi, đúng không? Rồi hết rồi. Tới cây cây lấy cái chảy lại rồi. Rồi. 6 cây nha. Rồi ok, hàng của Mỹ. Anh em là hái xong vặn vặn cái nắp này ra cho nên cho khỏi tuột ra ha. Của Mỹ, bộ vít của Mỹ. Rồi, mã 15. 370k nha, 370k cho mã 15 của Mỹ. Rồi mã 16. Mã 16 cũng của Mỹ luôn. Hàng kèm bấm, kèm cắt xương nha. Dòng này của Otica. Thì theo mình tìm hiểu Otica này á là nó khoảng thập niên 1960s á cả nhà, mấy chục năm rồi nha. Đó, hàng còn đẹp, hàng Mỹ, hàng Mỹ xưa nha. Về những hàng xưa rồi mình rất là thích. Rồi lưỡi còn đẹp, chưa có hở ha, chưa có hở cả nhà, đẹp lắm. Đều nó có bị hàng lưỡi ngay chút xíu ở đây, hàng mấy chục năm về nó còn đẹp vậy là quá ok rồi đó. Chính vì lỗi như vậy nè là mình cho bớt giá cả nhà. Đúng là cây này 200k đến 220 đó, mình bớt cả nhà 20 gọi là tương tác luôn. 180k cho mã 16 nha, hàng của Mỹ Otica. Có mã hiệu số là 416 nha. Ok, mã 16 180k. Mình qua mã 17. Thì mã 17 là cũng hàng của Mỹ luôn. Hàng này á thì là cái tách giống như bấm phe, tách phe vậy á, nhưng mà trên đầu này có gai, gai bên ngoài á. Thì cái này mình tìm hiểu trên mạng á, thì nó để dùng cho tách móng ngựa cả nhà. Hồi xưa ta làm ngựa, móng ngựa để gắn cái bảng, cái chốt sắt cho nó đó. Nhưng mà anh em giờ chế cháo hoặc đi qua nhiều lúc cần cái này lắm đó mà không ra đâu ha. Tại vì cái đầu này nó mạnh, anh em dùng kèm phe tắt thì không có nổi đâu. Nên nếu muốn banh cao su hoặc banh cái gì đó thì anh em dùng cái này. Thì này hàng của Mỹ nha. Các bác là các bác là 6407548. Đó. Fetty God này. Đó. Anh này có dòng Mỹ, dòng chữ Mỹ tiếng Anh chứ. À, này không có, nó có chữ trên đây. Rồi à, mã 17. Một cái kèm tắt 200k nha, 200k. Hàng hiếm thấy, ít ai bán lắm. Rồi 200k. Mã 17. Mã 18. Mã 18 là hàng cùng loại nhưng mà khác hiệu, khác nhãn hãng. Một cây kèm mở bạ ha. Của Heiko, hãng Heiko. Mình có hãng Heiko cây màu đồng, bằng đồng hết toàn thân. Này Heiko của hãng Heiko BMW. Heiko BMW đang còn đẹp. Dùng cho mấy anh em dùng cho trong góc kẹt hoặc cái gì nó lớn quá anh em không thọc tới thì cây này nó mỏng quá anh em bấm nó được. Cái chốt, nhìn cái chốt này, nó bấm đã không? Hàng Eco rất chất lượng nha. Nó có sóng nhìn đẹp ha. Rồi. Cái còn một cái cây mở quả mini. Dễ thương. Cây này của Sinki nha, cây Sinki mà đời xưa á. Cái này có đóng chữ nè. Celestial nè. Đây, có đóng chữ Celestial nè. Đó. Nhìn dễ thương lắm cả nhà. Răng còn đẹp lắm. Bảo đảm cả nhà răng còn đẹp, chưa cắn cái gì hết nha.
Rồi mình đo cả nhà là cái này luôn, nó nhỏ cỡ tầm 6 inch đó, cả nhà 130 mm. Này nó có cũng có sóng lưng, sóng tay nắm là đẹp rồi. Rồi mình bán cho cả nhà chơi, thay vì mình mua từng cái mình cho bữa mình bán một cặp luôn, nó đẹp mà ha. Mẹ con này giá là 170k ha. Hai hãng khác nhau nha. Rồi mã 18 170k. Rồi mã 19 mã 19 là một cây kèm của ARM của Gia Băng, hàng còn đẹp mới, hình như chưa sử dụng à, có sử dụng rồi, nó có cống rồi cả nhà, cống nhẹ ha. Đó, rồi hãng ARM Nhật ha. Thì cái này và tình trạng của nó thì nó hơi rít nha cả nhà, chờ R77 vô nha. Do mình lười á, do mình lười mình không có làm cho nó chân chu, lại như nó còn mới ha. Rồi mã 19 120k, 19 120k, cái rít thôi cả nhà nha, chứ không phải hơn nha, bảo đảm cả nhà. Rồi 120k mã 19. Qua mã 20 là một cây kèm nhọn. Đây, một cây kèm nhọn rất là đẹp nha cả nhà. Cây kèm nhọn của cơ khí của nhà Băng Trai nha. Cái nhà Băng Trai kèm nhọn rất là đẹp. Còn rất là mới, hàng đáng sưu tầm. Muốn sử dụng cũng được. Răng còn đẹp lắm. Răng còn rất là đẹp. Rồi, hàng cơ khí này, thép cơ khí này, thì anh em có bàn rồi, nó cứng, nó có chất thép cứng hơn kèm điện nha. Hàng đẹp này, còn nó còn nước bảo vệ của hãng luôn này. Rồi hãng Banzai, cây kèm nhọn 120k, hàng rất là đẹp, 120k thôi. Mã 20 120k. Qua mã 21. Đây mã 21 là một cho anh em bonsai, một cây kéo tỉa cành rất là đẹp nha. Nó được đúc liền khối đây, đây nó khác biệt ngay chỗ đây, khác biệt mấy cây kéo kia đặt chỗ đây. Hàng còn bén nha cả nhà, mình đã xin, mình chưa xử lý gọi là mài bén nha. Mình anh em nào về thì mình chỉ vẫn được nhưng mà chưa bén lắm. Đó, anh em nhà giọt và vũ lại ha. Cái mấy cái này mình nhà vũ cẩn thận nha, cái nhà gã hư kéo uổng lắm á. Rồi nó có đóng chữ ở đây cả nhà. Đó, có chữ nha, kéo có chữ. Rồi và một cái bao da đi kèm, bao da này cũng còn mới ha, nó được da thịt cả nhà. Mình da gì không biết, mà chắc cho bò, mình không có rành đâu, thấy còn đẹp luôn á, mới ghê luôn á. Còn mấy chốt tôi rỉ sét nè, mấy chốt tán á, thường nó lâu thì nó rỉ sét đúng không, mấy cái chốt này nó chưa rỉ sét luôn, da đẹp ghê. Mấy cái da cũ là nó bán cái bao không rồi, đã 200k rồi, 66 xíu rồi bán 150, cây này chắc 200k rồi. Nhưng mà hôm nay mình bán tôi cái bán rẻ cả nhà luôn, hai cái 350, vừa kéo vừa bao da luôn đó. Mình bán tính bán từng cái nhưng mà nó mất thiếu cái, nó vô duyên đó, mình bán nâng cấp một bộ này luôn nha cả nhà, mình tách ra cũng được. Cái nhiều lúc anh em có kéo mà không có bao thôi, có 150 chốt luôn rồi đúng không, 350 một bộ này rẻ quá. Rồi ok, mã 21 350 nha cả nhà. Rồi qua mã 22. Mã 22 cũng là một cây kéo tỉ tán nhỏ để chơi bông hoa, cây cả lái lá cành gì đó, kéo còn đẹp. Ok ha. Rồi 170 cho cái kéo tỉa cành, mã 22 170,
chỉ tán nhớ tí lá nhỏ chứ chỉ cần phép. Rồi qua mã 3, mã 3 là một cây cây kèm gì mình không biết, của hai nhà hít hãng hít nha, nhà băng nó dài cái mỏ này nó cặp cái gì mình không rõ, cả nhà biết không, mình không biết không, thật sự không biết cái cây này luôn, nó lạ quá. Rồi mình đo cái bảng cái mỏ cặp của nó luôn là 18 1/8 cả nhà. Rồi chiều dài của nó là 30, đúng 30 luôn, chiều dài đúng 30 cm luôn ha. Rồi cái chiều sâu của cái cặp của nó là cái họng của nó là 8 phân á. Rồi mình không biết cây này nó sử dụng làm cái gì, cái cặp cái gì mình không biết á, anh em nào biết chỉ nha, cảm ơn. Mình không biết cây này, mình thấy nó lạ lạ mình lấy về thôi à. Rồi 200k cho cây này của nhà hít nha, 200k mã 23, 200k. Rồi mã 24. Rồi mã 24 là cái mã số cuối cùng, và cái mã này thì nó hơi khác, không phải tua. Đó là của hàng Amazon, mã hàng Amazon. Thì trước khi mình mua nó về, nó còn tem cả nhà, tem Amazon. Cây này gọi là cây đèn pin ha, đèn pin gọi là tự vệ, học anh em muốn đánh món chày gì đánh nha. Đầu này rất là cứng, nó làm được làm bằng chất liệu gì mình không rõ, nhưng mà nó nhẹ cả nhà, nó cứng lắm, đập bể cũng gạch được nha. Đó gọi là đèn pin tự vệ. Thì nó có 3 chế độ, sáng gấp cứu, sáng nháy liên tục á, và sáng cực đại, cực tiểu. Rồi đó, đây nè, đó sáng mờ nè, sáng nhấp nháy nè. Thì cây này thì mình mua có công tắc và sâu nha cả nhà. Thì cây này mình mua cách đây gần 2 năm rồi nha, mình mua với giá rất là cao, 450 á. Thì hôm nay mình mua về, mình không có xài, mình để đó, mình để trong tủ luôn, mình chưa có sử dụng luôn. Hôm nay mình moi ra mình bán cho cả nhà rẻ, cho cả nhà ai có nhu cầu thì sử dụng nha. Thì cái chất pin này mình để trong đây là gần 2 năm rồi đó, thì nó vẫn còn sáng nha, mình chưa có sạc, mình bấm thử, mình lôi nó ra mình bấm thử nó vẫn còn sáng, chứng tỏ là pin rất là tốt nha, chất pin rất là tốt nha cả nhà. Thì nó có một cục sạc ở đây, sạc pin cây cả nhà ở đây, và muốn sạc cái gì sạc, sạc kiểu nào cũng được đó. Cái này để gắn vô này, thì nó lấy pin ra ở cho cái pin nó nằm đây đó. Cái pin nó 3.7V nha, BR18650, 4200mAh, pin có nhãn hiệu là Osterfield nha. Đó pin tốt ra luôn. Rồi mình bán rẻ cho cả nhà cái này luôn, gọi là cho anh em sử dụng luôn, hộp mua về cho tặng bạn gái gì đó, để trong xe vậy thôi. Rồi hàng qua Amazon mình bán mã 24, mã 24 là 250 nha, 250 cho mã 24 nguyên bộ này, nguyên công lên này, 250 thôi nha. Rồi mình xin tạm dừng clip mình ta tại đây. Anh em có ơn thì ủng hộ mình nha. Nếu có yêu thích kênh của mình thì xin chia sẻ rồi bấm thích cho mình nha, để mình có động lực hơn về clip sau. Còn vấn đề giá cả thì mình hàng này mình gọi là hàng sưu tập rồi, thì còn nếu có bớt anh em bớt đỉnh thôi, không bớt nhiều được. Thì mình đã bớt trong cái ship hàng cốt rồi, thì anh em cũng thông cảm nha. Rồi chúc anh em cuối tuần vui vẻ, bye bye.